Trong phiên làm việc buổi chiều nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số đồng chí lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy các đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang, Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, các đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của các đồng chí, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng ý để các đồng chí Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.